tặng nhau. Rồi bây giờ con dạy cho Alice đi. Dạy Alice, dạy bà nội đếm đi. Alice nè, dạy bà nội đếm đi. Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Anh Thư Family và cuộc sống tại thời điểm. Hôm nay gia đình mình lại đi xuống thăm với bà nội. Bà nội nấu ăn, lần nào xuống bà nội cũng nấu ăn hết trơn. Hôm nay bà nội lại nấu tiếp cái món cá tuyết nữa nè mọi người. Cá tuyết ngâm trong dung dịch kềm á. Nè mọi người, cái cá tuyết nó như thế này nè. Nó là cái cá tuyết, xong rồi cái người ta ngâm ở trong cái dung dịch kềm á, là cái dung dịch làm bằng xà bông á. Thì người ta ngâm mấy tháng trời luôn á. Xong giờ mọi người thấy không, cái thịt của nó đó, nó trong giống như là cái miếng rau câu vậy đó. Ăn nó giòn giòn sực ngộ lắm. Nhưng mà cái này là cái món thí điểm á, vô cái ngày mấy cái ngày mà cuối năm Noel với lại Tết Tây đó, người ta ăn nhiều lắm. Anh Mít anh ăn bữa một ngày anh chưa đủ và anh thèm, anh muốn ăn tiếp nữa, cho nên bà nội nấu nè. Nãy coi coi mấy ông cháu nó làm gì ấy ấy. Anh Mít đang dạy và dạy mấy đứa nhỏ với là ông nội đờ chị đờ bà gan. Julia đợn ấy. Julia kia đó rồi. Nhỏ. Alice cũng đợn hả? Chita Alice đợn. Ô trời đất ơi vừa đợn vừa nhảy vậy đó hả? Quá chừng luôn. Hồi tránh ra đi cho ông nội đợn đi, cho ông nội đợn bản nhạc nè. Sophia, con đi vô phía sau ông nội con đứng kìa. Alice nó cũng đòi lên để nó phải chen chút lên cho bằng được. Ông nội chưa có đờn cái chơi đờn này bao giờ hết á. Ây quá vỗ tay. Bây giờ con dạy cho Alice đi. Dạy Alice, dạy bà nội đếm đi. Alice nè, dạy bà nội đếm đi. 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Alice Fururek nào đó. Ôi trời, Alice nó ngủ rồi. Sơ và Alice nè. Alice yet the trap nè. Giờ Alice the trap. Alice sơ và rồi. Alice đi ngủ rồi nha. Good night, Alice. Alice ngủ ngon. Đưa cái bì hem nè. Đưa cái bì hem, hãy đưa Alice. Hãy đưa. Mama papa ở cái Việt Nam nè. Alice ta nè hà mê phần mu. Hãy đưa, trời ơi, nó hãy đưa luôn rồi. Hồi Alice đếm đây, Alice rét nè đó, Alice rét nè đó. 1, 2, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mời mọi người cùng ăn tối với gia đình mình. Trời, hồi nãy trước khi đi xuống là mình nói với ông bà nội rồi là đừng nấu gì hết trơn á, nhà con xuống chơi thăm thôi trước khi đi về Việt Nam thôi. Mà bà nội nói thôi xuống chơi thì ở chút xíu nữa để tối hãy về, rồi để bà nội nấu đồ ăn rồi cho mấy đứa nhỏ ăn luôn rồi đi về, chứ không thôi tụi nó đói. Papa để làm hơi lúa.
Trời ơi, mình thấy dạo này á, ở Việt Nam á, mấy cô gái ở Việt Nam á, sửa lỗ mũi á, nhìn đẹp quá trời luôn, mê, dễ sợ mê luôn. Mình rất là thích luôn, rất là muốn đi sửa cái lỗ mũi. Mà mình hỏi ông bà nội á, là à, ông bà nội nhìn cái mũi của con đi, con muốn sửa cái lỗ mũi, ông bà nội thấy sao? Ông bà nội cười ngất, cười quá trời cười luôn, nói cái lỗ mũi con đâu có bị gì đâu mà sửa. Cái xong mình mới nói là trời ơi, con thích mấy cái lỗ mũi giống như là của nhà ông bà nội vậy đó, mũi cao, nhìn tay đẹp quá trời luôn. Ông bà nói trời ơi, cái lỗ mũi này xấu như là gì vậy đó. Bà nội thì bà nói là bà nội có cái lỗ mũi con két á, bà nội không có thích, mà mọi muốn làm cái lỗ mũi cho nó nhỏ lại giống như cái lỗ mũi của mình. Còn mình đó thì muốn làm cái lỗ mũi nó bự lên. Sao của mình nói nhưng mà thấy đẹp mà. Xong cả nhà đều hùa vô nói là không, không có đẹp nha, cái lỗ mũi giống như của ông bà nội của nhà anh Mít á, không có ai lỗ mũi đẹp hết trơn á. Cái lỗ mũi châu Á là đẹp nhất luôn, cho nên đừng có sửa, năn nỉ luôn đừng có sửa. Cả nhà ngồi nói so sánh cái lỗ mũi của Sophia với Julia. Mọi người đều nói Sophia rất là may mắn vì nó giống mình, nó có cái lỗ mũi giống như mình. Còn Julia thì nó giống như bên nội nó, cho nên cái lỗ mũi nó bự, này mày mốt nó bự xấu lắm. Rồi cả nhà nói hả, trời Sophia may mắn ghê luôn á, con lấy cái gen của mẹ con, gen giống châu Á nhỉ, rất là đẹp, cả nhà rất là thích. Còn tội nghiệp Julia quá à, Julia giống bên nhà của anh Mít, cho nên hả mày mốt xấu lắm. Rồi cái chú nó chọc mới nói là mày mốt quá, trời Julia ơi, con giống bên này rồi, mai mốt là cái tóc con sẽ bị rụng hết, con sẽ bị hói giống như cả nhà như vậy đó. Julia nó buồn quá trời, nó nói ơi con không có muốn bị hói đầu đâu. Rồi nó nói là má ma phải để dành tiền đi, để mai mốt cho con á, con đi mua tóc giả con đội lên nha. Nej, jag är inte riktigt det. Det är väl inte kilo i varje paket. Men 2,7 ungefär. 2,7 kilo. Det är vatten. Bara vatten. Jag fick en burk att dra om till. Jag får den här. Jag får den här. Jag får den här. Mamma skulle att jag skulle lära mig. Nej, ni kommer hem och pratar om något riktigt vietnamesiska. Ja. Nu börjar du som en lärare först då, lära farfar räkna 1-10 på vietnamesiska. Får se om du kan. Nej, sakta då, då kan han. Kan du säga det då? Mo. Mo. Hej. Ba. Ba. Säg då. Ja. Ja. Du får börja från början. Börja från början. Ja. Ja. Men mat. Ja. Ja. Hej. Hej. Ba. 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 Nam. Nam. Sau. Sau. Be. Be. Dam. Dam. Vì anh vô đánh răng nè. Anh Mít đó nãy giờ anh đi đánh răng cho Alice á, mà nó khóc, nó không có chịu đánh răng. Thì bây giờ mình mới học được một cái chiêu trên mạng á, giờ mình sẽ đi vô mình đi thực hành ngay luôn để coi cái chiêu đó có thành công không, chứ thấy trên mạng là nó thành công dữ lắm luôn á. Đó, bà kiếm chuyện bà la. Đánh răng nha, đánh răng nè bú bú. Đánh răng không hả? Không ra không? Không hả phải không? Không hả không? Không hả không hả không hả không? Bú 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 bú. Đánh răng nha không? Ok. Ok. Ờ à, ok, ok. Giỏi quá bú bú. Hay là ba ba. Ba ba, yên tâm bú bú. Rồi đi vô rửa mặt nha. Mọi người thì nhớ áp dụng cái chiêu này nha, chiêu này thành công mỹ mãn á. Sophia Julia đi vô, say thấy đô pha mù kìa. Say thấy đô pha mù rút cà phê cả. Thấy đô kìa, cái đó mà pha. Dạ.
Hôm nay nhà mình rảnh cho nên chở mấy đứa nhỏ chủ yếu đi xuống đây nè để thăm bà nội với lại chào bà nội luôn để đi chơi. Tại vì vài bữa nữa không có thời gian rảnh lo chuẩn bị đồ đạc, sắp xếp quần áo rồi không có rảnh. Còn cái bữa mà bay á thì ông nội sẽ đến giúp chở gia đình mình đi ra sân bay. Rồi sẵn là đem cái xe về luôn. Tại vì đậu xe ở trong sân bay á trả tiền nguyên tháng mắc dữ lắm. Đi xe sao mẹ mòn nè. Ta bà hay đồ phà phà. Ôi trời đất ơi. Ôi ôi ôi. Ây chua. Dạ đi vô ôm Fabulous đi. Vô ôm Fabulous nó hay đồ Fabulous kìa. Cấu nè. Đi xe sao mẹ mòn nè. Hay đồ. Hay đồ. Ba bà lót giỏi lắm, bây giờ ngồi dọn dẹp, ăn xong là dọn dẹp à. Oh, we can ring nha. Yeah. We are Facebook. Cô stay nha. Aha, skip a break. Dễ tặng ông bà nội trước khi đi chơi, đi du lịch nè. Cô sẽ ở đây phà phà. Cô đàn. À ha, cô giáo sẽ hôn đi ta. Trời ơi. Vậy mẹ mẹ phà phà. Lẽ đi. Ồ, Sophia đâu? Ồ, phà một. Privet. À ha. Trời ơi, trái tim nữa. Đi về được bà nội cho một cái bịch bánh mì ngọt bà nội làm ngày hôm qua là trời ơi, lần nào tới bà nội cũng được quà hết trơn á. Ok mọi người, như cái nhà trẻ vậy, hơi ồn một xíu mọi người thông cảm nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi gia đình mình. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và bạn bè nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào 7:30 ngày mai. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại. Dạ. Hẹn gặp lại. Dạ. 家庭生活能灵活的